Cũng trong sáng nay, quận Cẩm Lệ đã mở lại hoạt động tại hai chợ Cẩm Lệ và Hòa An. Ghi nhận tại chợ Cẩm Lệ, có khoảng 6 quầy hàng được phép buôn bán các mặt hàng thiết yếu như thịt cá, rau xanh, gia vị. Các tiểu thương được phép buôn bán là những trường hợp không thuộc các vùng cách ly y tế, đang lưu trú tại địa phương có chợ hoạt động trở lại, được xét nghiệm PCR 3 ngày một lần. Các quầy hàng được bố trí giãn cách, đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch. Tiểu thương tuân thủ thông điệp 5K, sử dụng kính chắn giọt bắn, niêm yết giá bán tại quầy hàng. Hàng hóa được bán thông qua ban điều hành tổ dân phố với khung giờ nhất định, theo đơn đặt hàng, sau đó sẽ được mang về giao tận nhà cho người dân. Để đảm bảo cái nguồn lương thực thực phẩm cho người dân, trong các ngày qua thì Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ đã thống nhất cái chủ trương là chúng ta là tăng cường thiết lập lại các điểm bán hàng hóa lương thực thực phẩm để phục vụ cho người dân. Như vậy là sáng hôm nay thì chúng tôi đã triển khai thực hiện tại hai cái điểm là chợ Cẩm Lệ và chợ Hòa An. Việc mở lại một số hoạt động tại chợ truyền thống sẽ giúp người dân dễ tiếp cận với nguồn thực phẩm tươi, sạch trong thời gian chấp hành nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó.